Ngày 30 tháng 9, cả trăm công nhân lao động ở công ty Hoàng Sinh thuộc khu công nghiệp Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục ngừng việc khi công ty chưa trả lương. Theo ghi nhận, sáng thứ hai đầu tuần, cả trăm công nhân đến công ty nhưng không vào nhà máy làm việc. Công nhân tập trung phía trước khu văn phòng, đề nghị công ty sớm trả lương. Một số khác, công nhân đứng bên ngoài nhà máy và còn nhiều lao động khác không đến công ty. Đây là ngày ngừng làm việc thứ ba của đợt ngừng việc thứ hai từ cuối tháng 7 năm 2024 cho đến nay. Theo các công nhân, có người bị nợ 3 tháng, có người bị nợ 4 tháng lương. Việc này lặp đi lặp lại khiến đời sống công nhân đảo lộn, gặp nhiều khó khăn. Giờ là Hoàng Sinh bây giờ là đúng 3 tháng lương, nó không trả. Bảo hiểm bây giờ là 15 tháng là nó chưa đóng. Cuộc sống là giờ đi khám bệnh khám không được. Tất cả là đều trắng tay, không có gì hết. Từ trước tới giờ nó nhận trả bình thường, mà có từ Tết tới giờ là nó vậy. 3-4 tháng nó trả 1 tháng, 3-4 tháng nó trả 1 tháng. Giờ rất khó khăn, giờ tôi còn cháu rồi, con nữa. Con giờ có cháu nội hết rồi, giờ không có sữa bú luôn. Giờ tìm kiếm mượn anh em dòng họ đỡ đỉnh sống qua ngày thôi. Bây giờ đến tháng 9 này là 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 này là 3 tháng. Đó 3 tháng mà lương thì khoảng tầm trên 30 triệu. Thì cũng có tiền trọ, tiền ăn, tiền uống, rồi tiền học hành của con cái. Tôi nhờ nhà nước hấp lực giải quyết ngay là có bảo hiểm cho công nhân. Công nhân không có bảo hiểm là sống không được. Tôi bệnh hàng tháng đi khám bệnh mấy lần, một tháng tháng nào là cũng đi. Như vậy là đi khám bệnh những rồi lúc có tiền, tháng nó có tiền thì đi khám được, còn không có tiền là phải trên 5 triệu, chừng nào hết đó mà đi khám đâu ít từ 1 triệu ngoài ăn lên không. Về phía cơ quan chức năng, ngay từ sáng, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một cũng đã có mặt tại công ty này để đảm bảo an ninh trật tự. Phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã cử cán bộ theo dõi, tư vấn bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Ban giám đốc công ty Hoàng Sinh lấy lý do thu tiền từ đơn hàng về chậm hơn so với dự kiến. Hồ sơ vay vốn phục vụ đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa kịp giải ngân.